Chuyện tình ta giờ đây ta như điếu thuốc lá, chỉ một hơi kéo sẽ tan từ mấy khối. Cho đến hai hôm sau nghe tin em lại dòng, là lúc đó tim anh tan nát. Người lên xe qua của người đó đắm cưới, cũng là lúc đó anh chạy thì bỏ tới. Anh múc ra hơi con dao cắn lúc em động phòng, là lúc đó mối sẽ chia thành chồng. Ta đã lo hình sự đã kéo tới, hình sự hối san giết người vô cớ. Anh múc ra năm da nhét vô tay hình sự, mà nó ở đâu đó không chịu nhờ. Như cơ tiên to nghe từng lời cổ to kêu anh rằng hầu năm là tên của ai. Mà không qua đây là tên của anh đây, mà anh mới đáp với phiên tỏ rằng cái tên Trần hầu năm. Mình tôi trên con đường khuya, lòng đau nhói khi anh nói câu biệt ly. Tại ai mà tôi phải khóc, giờ anh đã quên đi với bao ngày tháng. Giờ anh cất bước theo phương trời mà anh đã thầm mơ bấy lâu. Tôi trách anh vì sao khi xưa không sống vì nhau. Giờ tôi đã không còn chi, tôi đã bước đi theo cái băng buồn nặng. Từng đêm đi cướp giọt sắt trên chiếc Mercedes xưa với hai thằng lớn. Từng đêm đi đến từng quê nhà vũ trường để quên đi tình tôi với chàng. Giờ trong trái tim đó bấy lâu anh chưa thể quên. Chuyện tình ta giờ đây tàn như điếu thuốc lá, chỉ một hơi kéo. Hãy subscribe.
Tình giật gần em bước theo hàng cột cũng xảy